Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng bác sĩ Thanh tìm hiểu về những cái con đường lây truyền của vi khuẩn H. pylori. Thì con người vẫn là cái ký chủ chính của cái loại vi khuẩn này. Một số cái đường lây truyền trực tiếp từ người sang người thường gặp như sau. Thứ nhất đó là đường phân miệng. Thì H. pylori nó sẽ được thải qua ngoài cơ thể, qua cái đường phân khi mà cái niêm mạc dạ dày nó bị bong tróc. Thì nếu mà chúng ta ăn hoặc là uống phải những cái nguồn thức ăn, nguồn nước nhiễm bẩn thì chúng ta sẽ có cái nguy cơ lây bệnh. Con đường thứ hai là đường miệng miệng. Thì H. pylori nó được tìm thấy ở mảng bám vôi răng hoặc là nước bọt hoặc là dịch nôn ói của những cái bệnh nhân nhiễm bệnh. Thì nó có khả năng lây lan nếu mà cái nguồn nhiễm này đi vào cơ thể. Ví dụ như những cái tình trạng là hôn môi trực tiếp ha, hoặc là những cái vấn đề mà nhai mớm thức ăn cho trẻ của chúng ta ngày xưa. Cái con đường thứ ba đó là cái con đường dạ dày miệng. Thì những cái bệnh nhân mà bị viêm rết dạ dày thường khi mà khi nội soi á, thì họ cũng sẽ được xác định những cái tổn thương có cái sự hiện diện của vi khuẩn H. pylori hay không. Nếu những cái vật dụng mà nội soi á, không được khử khuẩn tốt thì đây cũng có thể là một cái nguồn lây.